Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 15, sau khi tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn, do phẩm chất quang minh chi tử cao quý, Long Ngọc Thần đã không thể tìm được tòa kỵ tương xứng phù hợp với mình. Hết thời gian cho phép, hắn chỉ đành quay trở về. Cảnh vật rõ ràng một lần nữa, Long Ngọc Thần đầu tiên nhìn thấy là lão sư của mình. Dạ Hoa đang lo lắng đứng ở đó chờ đợi hắn. Vị lão giả kia cũng nhìn Long Hạo Thần một mình một người bị truyền tống đi ra ngoài. Hắn cũng hơi nhíu mày, trong một mắt toát ra mấy phần nghi ngờ. Không tới 14 tuổi có tu vi đại kỵ sĩ, những ma thú kia hẳn là phải tranh nhau cướp làm đồng bọn của hắn mới đúng. Chẳng lẽ là do nhãn giới của hắn quá cao? Không có bất kỳ thu hoạch sao? Dạ Hoa có chút chua xót nói. Hắn trăm vạn lần không nghĩ đến, đồ đệ của mình lại theo bước chân của mình dập khuôn, thậm chí lại còn không bằng mình. Thấy tiểu tử trước mắt năng lực không tồi, lão hộ giả nói hắn cứ ở lại đây thử vận may, ông và Dạ Hoa sẽ hỗ trợ cho hắn. Long Hạo Thần không chút do dự nói, tiền bối, ta nguyện ý ở nơi này thử thời vận. Một khối lệnh bài hoàng kim hiện ra trong tay lão giả, chỉ thấy tay áo hắn vung lên, một tầng kim sắc quang mang đã đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong. Cả bầu trời sáng bừng, sáu ký tự lạ trước sau xuất hiện, chung quanh không gian trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Long Hạo Thần cúi đầu hướng mặt đất nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có mọi người hình thang ô vuông. Những ô vuông này đều tương liên chặt chẽ, tạo thành mọi người hình vòng tròn khổng lồ hướng khu đất phía trong hấp thu. Từng cái ô vuông đều có một ký hiệu mà hắn căn bản không nhận ra. Thời giờ của Hạo Thần chỉ có một khắc đồng hồ, nếu như trong một khắc đồng hồ vẫn không thể tìm được hơi thở thân cận để hoàn thành khế ước. Như vậy, lần này hắn chỉ sợ cũng tay không mà về. Long Hạo Thần dựa theo lời lão giả, bước đi đến một vị trí trong khu đất. Chỗ này là một đường kính ước chừng 3 trượng, chính giữa là một ký hiệu khổng lồ và cũng là lớn nhất nơi đây. Sau khi xuất ra hàng loạt các thủ pháp thần bí, thanh âm của lão giả một mắt vang lên trong tai Long Hạo Thần. Chọn lựa bắt đầu, có vô số khí tức ma thú xuất hiện ở trong cảm giác ngươi, từ trong chút ít hơi thở đó, sử dụng bình đẳng khế ước tìm kiếm người đối với ngươi sinh ra tâm tình thân cận. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm kiếm khí tức thân cận nhất đối với ngươi, nếu không, khế ước sẽ không cách nào thành công, tự nhiên cũng không cách nào đem chúng dẫn tới trong thế giới này. Trong nháy mắt, khi kim sắc quang trụ hạ xuống, Long Hạo Thần chỉ cảm giác linh hồn mình tự nhiên đã có thể ly thể, tiến vào trong một thế giới kỳ dị. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tâm tình của Long Hạo Thần cũng trở nên càng ngày càng lo lắng. Hắn cảm nhận được quá ít khí tức thân mật, phần lớn quan điểm chỉ cho hắn cũng là sợ hãi. Lão giả một mực quan sát Long Hạo Thần, sở dĩ chỉ cho thời gian một khắc đồng hồ để lựa chọn, đó là bởi vì đây là cực hạn tự thân linh lực Long Hạo Thần có thể thừa nhận. Sở dĩ chỉ có đại kỵ sĩ mới có thể tới đây thừa nhận uy năng của ma pháp trận, cũng là bởi vì nhất định phải có linh lực cấp bậc này mới có thể tiếp nhận được tiêu hao. Tìm được rồi! Khi trước mắt Long Hạo Thần trở nên hư ảo, lúc vị trí của hắn có chút mơ hồ, theo bản năng rời tầm mắt một chút, rơi vào một trên một phiến quang vân khác. Một cỗ cảm giác thân thiết mãnh liệt cùng vui sướng trong nháy mắt truyền vào sâu trong linh hồn hắn. Không có nửa phần do dự, Long Hạo Thần trong nháy mắt phát động ấn ký bình đẳng khế ước. Cái ấn ký này, Dạ Hoa đã sớm giao cho hắn, hoàn toàn là dùng tinh thần lực tiến hành câu thông cùng tạo lạc ấn. Chỉ cần đối phương đồng ý, tự có thể thành công, đối phương không đồng ý cũng sẽ không sinh ra cản trở. Thế nhưng mà, đêm ma thú ký kết khế ước bình đẳng ra trước mắt Long Hạo Thần, hắn lập tức liền ngây dại. Cách đó không xa, Dạ Hoa cùng độc nhãn lão giả cũng đều ngây dại. Đó là một con thằn lằn dài tầm 1 mét, trên người bao trùm lên một tầng lân phiến màu bạc. Lân phiến hình dạng có chút kỳ dị, phía trên có chút giống hình thang, hai bên lại vòng cung xuống phía dưới thu nạp, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, có chút giống tháp thuẫn trong tay kỵ sĩ. Dạ Hoa rút trọng kiếm ra sau lưng, một luồng sát khí lăng lệ phóng thích ra. Địa hỏa tích phảng phất cảm nhận tánh mạng bị uy hiếp, tuy đầy người vết thương nhưng thân hình lại lóe lên, trốn sau lưng Long Hạo Thần, sợ hãi nhìn Dạ Hoa. Lão sư, ngài làm gì vậy? Long Hạo Thần chỉ kịp rút trọng kiếm, sử dụng truy kiếm chặn Dạ Hoa lại. Dạ Hoa sửng sốt một chút. Tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị mang tiểu tàn phế này theo sao? Phải biết rằng, nếu như không lấy mạng nó thì ngươi về sau, vĩnh viễn cũng không cách nào có thể ký kết bình đẳng khế ước cùng ma thú. Đến đây thì cũng hết tập 16 Thần Ấn Vương Tọa. Liệu rằng Long Hạo Thần sẽ lựa chọn ra sao? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.